Đó, năm nay năm tam tai của mấy cây đủ chắc luôn. Châu bò là không thấy cảnh này. Thiệt, mấy cái đợt đu đủ mà ăn gì, có khùng mới ăn á. Hôm qua là Vinh thấy nó trong đống ghép này nè. Ôi nó xa lắm mấy bà ơi nè. Ui mấy bà nghe tiếng người ta la không? Chắc dạo này người ta bị ăn cắp nhiều lắm cho nên ta sợ. À, trời ơi, cái này là ngâm như đá vôi, nói chung là cũng rửa rồi. Gian nan lắm mới có được cái này ăn đó trời, ngâm vô đá. Hồi đó nghe người ta nói thích lá đu đủ rồi đó là thích sao trời? Đâu có gì đâu, bình thường mà. Nghe mùi lá cây thôi, có gì đâu. Ôi, hồi hộp của mấy má ơi, là ăn cái cây này hay là ăn cái đọt ta? Cái này nhỏ là thấy này nhỏ dễ ăn nè, còn cái này thì nó hơi bự, nhưng mà hình như ăn cái này mới đúng. Cũng lạnh rồi đó. Dành chấm với muối ớt. Xin mời mọi người ăn trước. Sao ăn nhiều cái tới cái này nghe nó sợ sợ ơi trời. Chấm nhiều muối quá mặn. Ăn thử. Hết cái ghì ở ngoài còn ở trong không à. Thử lần nữa nha, lần cuối cùng. Nó đắng tới trong cổ họng luôn á. Kiểu mình phải nhai, mình mới nhai thấy nó mặn thôi, mà nhai lâu chút xíu thì sẽ thấy nó rất là đắng. Eo, trời ơi, bà nào ăn mà khen tôi khen nể bà ơi.